như gì? Cái đầu đi. Em mơ lúc nào nhỉ? Chào mừng các giám khảo có tại cuộc thi khoa học kỹ thuật ngày hôm nay ạ. Em là Đặng Thị Trân, em từ chi đoàn 16 và hôm nay em đến đây với cả cái chủ đề là robot và máy thông minh, cụ thể là robot hút bụi ạ. Thì cái lý do mà em chọn đề tài này bởi vì mà em cảm thấy là hiện nay thì cái cuộc sống nó khá là bận rộn và sau khi mà trở về nhà thì ta cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn được nghỉ ngơi sau cả một cái ngày mà bùi mình có công việc hay là học tập. Chính vì thế mà cái việc quét dọn nhà cửa là cái điều không được ưa thích ạ. Và một phần nữa cũng bởi vì nó có cái tính đơn điệu và nhàm chán. Thế nên là em muốn tạo ra robot hút bụi để giảm nhẹ cái công việc nhà. Với cái khả năng mà có thể vừa quét nhà vừa hút bụi, khi mà sở hữu robot hút bụi thì ta có thể tiết kiệm được khá khá thời gian.